Chiều nay, đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự buổi tiếp xúc cử tri tại phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp. Trên tinh thần dân chủ, cử tri phường Tân Bình đã nêu 9 ý kiến thuộc các nhóm vấn đề chính đó là đất đai, môi trường, cơ sở hạ tầng và bồi thường giải phóng mặt bằng. Theo đó, cử tri tổ dân phố 1 đề nghị khẩn trương hoàn thiện dự án làm vỉa hè để đảm bảo cảnh quan đô thị. Cử tri cũng đề nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư cho 10 hộ dân thuộc tổ dân phố 9, đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra xử lý kịp thời việc khai thác đá gây khói bụi ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân. Cử tri đề nghị hạ thấp mái ta luy khu vực đồi dài để tránh sạt lở vào mùa mưa bão, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến đường trong khu dân cư, xem xét hỗ trợ kinh phí để tổ dân phố 12 tu sửa nhà văn hóa phố. Đối với việc đền bù giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc Nam đoạn qua phường Tân Bình, cử tri kiến nghị nâng khung giá hỗ trợ đất ở, vườn ao, vật kiến trúc, tăng diện tích đền bù và đẩy nhanh tiến độ việc xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tống Quang Thìn cảm ơn, đánh giá cao những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri, đồng thời giải đáp các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền. Toàn bộ ý kiến kiến nghị của cử tri sẽ được Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu, tổng hợp để đề nghị các cơ quan liên quan giải trình, trả lời ý kiến cử tri trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới.